gì lạ. Một ông lão ở gần nhà Đức Thầy có ý hoài nghi. Mấy ông đạo thường có hiện tượng huyền diệu lạ đời, sao Đức Thầy thì không thấy có gì khác lạ? Như biết được tâm niệm ông lão, một hôm Đức Thầy kêu ông lại, bảo ông nhìn vào gương. Ngài đưa một cánh tay lên, trong gương lại hiện ra hai cánh tay. Đức Thầy hỏi, ông thấy có lạ không? Ông lão vô cùng kính phục, đúng là lạ thiệt. Luận giải, xưa nay đối với bậc đại giác ngộ, chuyện lạ có vẻ huyền diệu, không phải là vấn đề kỳ đặc. Tuy nhiên, các ngài ít khi dùng đến, trừ những trường hợp thật cần thiết. Thời Đức Phật còn tại thế, có lần ngài muốn độ một nhóm lực sĩ, nhưng ngài quán chiếu thấy họ kém trí tuệ và thiếu nhân duyên nghe pháp. Ngài buộc phải vận dụng thần lực bằng hai tay, nhẹ nhàng nhấc lên một tảng đá to. Trong khi trước đó, nhóm lực sĩ ấy đã cố hết sức bình sanh mà vẫn không xê dịch nổi. Việc làm này của Đức Phật đã thực sự cảm hóa được nhóm lực sĩ nói trên. Với Đức Thầy ngày nay cũng thế, ngài đã thổ lộ hai phương pháp độ đời trong bài Sứ Mạng. Trên thì nói Phật pháp cho kẻ có lòng mộ đạo quy căn, gây gốc thiện duyên cùng thầy tổ, dưới dùng huyền diệu của tiên gia độ bệnh để cho kẻ ít căn lành nhờ được mạnh mà cảm lòng từ bi của chư vị với trăm quan, do rõ thông trình độ căn cơ chúng sanh để ứng dụng đúng phương pháp mà các bậc giác đời đã biến nó trở thành là diệu pháp với kết quả bất khả tư nghì. Ha ha ha,